án mạng, thương tích, đối diện với song sắt nhà tù, người mất cha mẹ, kẻ trở thành thủ ác. Đó là những hệ quả khôn lường của súng tự chế, một loại vũ khí có kết cấu đơn giản, không phụ thuộc vào các tiêu chí và thông số kỹ thuật an toàn, có khả năng gây ra sát thương, thậm chí vượt qua khả năng chống đỡ của các vật liệu bảo hộ thông thường. Với tập quán canh tác cũng như phong tục bao đời nay của đồng bào vùng cao, khi đi làm nương vào rừng săn bắn, họ đều mang theo bên mình một khẩu súng tự chế, vừa để bảo vệ bản thân, vừa để săn bắn thú rừng bảo vệ mùa màng. Thậm chí, sâu thẳm trong tâm thức truyền đời, với nhiều người, khẩu súng đã trở thành vật gia bảo bất ly thân để trừ tà phòng vệ khi gặp nguy hiểm, thể hiện vị thế của dòng họ mình trong cộng đồng. Có những khẩu súng được truyền từ đời này sang đời khác được nâng niu cất giữ. Trên cơ sở là phân tích đánh giá tình hình thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cũng như là tham mưu cho ban giám đốc là chia 3 nhóm địa bàn để mà có những cái giải pháp cũng như là những cái công tác tham mưu là chính xác nhất để đạt hiệu quả cao trong cái công tác mà vận động thu hồi. Khi mà xác định được nhóm đối tượng cũng như là việc chia rõ 3 địa bàn như vậy thì các công tác giải pháp cũng như là cái việc tuyên truyền vận động rồi là thu hồi vũ khí công cụ hỗ trợ mới đạt hiệu quả cao. Sống kíp của người Mông là từ trước đến nay là điều là một cái phương tiện, gọi là một cái phương tiện để người Mông chúng tôi sử dụng từ trước đến nay. Tức là dùng để bảo vệ mùa màng này, rồi là hết mùa màng thì người ta dùng để bán chim chóc để phục vụ gia đình. Và được sử dụng cho các nghi lễ như là đám tang, chẳng hạn là dùng để bán để báo hiệu người chết, đưa tiễn người chết. Người dân chưa ý thức thế và đã chỉ đạo cái xã Vũ Hồng cũng thành lập cái ban chỉ đạo và cái ban vận động tuyên truyền nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ. Đối với cấp huyện cũng như cấp xã thì phân công các thành viên của ban chỉ đạo cho từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ và cả hệ thống chính trị tham gia vào cái thực hiện cái phong trào này. Thế và ban chỉ đạo của huyện của xã đã xây dựng cái quy chế làm việc rồi giao nhiệm vụ cho các thành viên phải có trách nhiệm vận động ở từng hộ từng bản. Theo tinh thần là rà soát từng hộ từng gia đình để đảm bảo triệt để. Thế rồi cái ban tuyên truyền vận động của xã là cũng vào cuộc rất tích cực, đi từng gia đình vận động. Thế rồi phát các tờ rơi, rồi xây dựng cái cam kết để thực hiện. Để người dân hiểu rõ tác hại cũng như sự nguy hiểm của việc tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, các đơn vị công an thuộc địa bàn được chọn làm điểm đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền cùng các đoàn thể quần chúng vào cuộc. Sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền như thông qua hệ thống loa truyền thanh cấp cơ sở,
tuyên truyền lưu động và trên các nền tảng mạng xã hội thông qua các cuộc họp dân, hoạt động văn nghệ, thể thao. Lực lượng công an xã về tận các thôn bản tuyên truyền và ký cam kết với người dân về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Với quyết tâm chính trị cao nhất của các đơn vị được chọn làm điểm, với rất nhiều biện pháp thực hiện sáng tạo, dần dần người dân nhận ra rằng nếu số vũ khí, vật liệu nổ kia không được quản lý chặt chẽ, sẽ gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới chính cuộc sống bình yên của mình. Từ khi triển khai xây dựng mô hình đến nay, người dân trên địa bàn xã Phú Hồng đã tự nguyện giao nộp 91 khẩu súng các loại, đạt 758%, vượt 658% so với chỉ tiêu được giao năm 2023, tăng 810% so với cùng kỳ năm 2022 và 2021. Trong khi đó, tại xã Ảng Nưa, người dân cũng đã tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng các loại, vượt 60% so với cùng kỳ năm 2022. Thì các lực lượng thì vẫn tuyên truyền vào các trọng bản với tuyên truyền cho người dân là sử dụng vật liệu vũ khí thì rất là nguy hiểm với đến với tính mạng của người dân, thì dân cũng chấp hành và cứ theo luật chủ trương của đảng thì nó cũng chấp hành và nộp vũ khí vật liệu nổ. Và thì với phương pháp đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lực lượng công an đã tập trung lập các cái danh sách, các cái đối tượng và các cái hộ gia đình có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để tuyên truyền cá biệt cũng như tranh thủ cái sự ảnh hưởng của các cái người dân như là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín để tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng. Vậy đối với lại các cái bản thì lực lượng công an đã phối hợp là tổ chức họp 17 trên 17 bản của xã Phú Hồng để tuyên truyền với 51 cuộc họp và hơn 2.000 người dân tham gia ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự và không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Với mục tiêu làm trong sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, trong những tháng cuối năm, Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai các mô hình, tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín, già làng, trưởng bản, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để vận động nhân dân giao nộp, thu gom triệt để số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trong dân. Vì địa bàn sạch về vũ khí, góp phần hạn chế và đẩy lùi đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực về an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người dân nơi dẻo cao Tây Bắc. Và trong cái kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban tỉnh vừa ban hành thì cũng đang gắn trách nhiệm cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban cấp xã, gắn trách nhiệm cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban huyện đối với những xã, với địa bàn mà để xảy ra tình trạng người dân, cá nhân tổ chức và sử dụng trái phép cái vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo. Xảy ra tình trạng này thì trong công tác thi đua và đánh giá hàng năm thì liên quan đến vấn đề là sẽ xem xét vấn đề trách nhiệm. Đây là cái đổi mới nhất trong cái kế hoạch. Cái thứ hai đổi mới trong cái kế hoạch này là không giao chỉ tiêu về định lượng về số lượng vũ khí, mà thay đổi một cách cơ bản nhất là phải gắn cái trách nhiệm đấy là địa bàn sạch về vũ khí,